Hà đang phát xin chào bạn. Sau đây Hà đang phát xin giới thiệu các bạn cần lục Spin Power 425BXT do Shimano sản xuất vậy. Cần này thu gọn rất dài, tầm 1m45 gì đấy bạn ạ. Thế là quay bao cho bạn xem bao cần này. Quay chi tiết cần này, cho bạn xem nào. Bao 100. Khoe là cần này con nên Fuji này màu bạc các bạn nhé, trôi cần này. Này tên cần Spin Power 425 BT Shimano sản xuất, trôi gần đây bạn. Trôi gần này. Khuyên bát đều Fuji hết gọi nhé. Dòng này có định vị khoen xoắn toàn thân, định vị khoen này. Quen tiếp đây các bạn, để quen tại vì chữ Fuji này mà quen bát đều Fuji hết. Năm khuyên cả alo, đầu alo các bạn nhé. Bắt gà máy cao. Quay lại tổng thể các bạn xem. Bát cả máy cao. Vừa rồi Hải đang phát xin cho giới thiệu các bạn là cần lục Spin Power chiều dài 4m25 cứng BXT. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang phát xin.